Còn cái block thì sau sẽ xây cao hơn mặt cống cánh gà xong này. Sẽ xây cao hơn mặt cống khoảng 10 15 phân, sau đó mình đổ trùm bê tông lên. Thì phần sau này là đã gần xong rồi. Đây thì nốt ngày này là xong cái tường mặt sau này. Đấy cái cửa này là mình sẽ làm phía trong là bảo hiểm. Phía ngoài là cửa sổ đóng nha các bạn, đóng kín nhá. Đây nha các bạn. Đấy, mình đi vào farm một tí ra là anh em đã làm xong rồi. Tây Nga quả. Ui ôi, sao cháy nhà đấy rồi. Thôi xong rồi, cháy hết rồi còn đâu nữa. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay anh em mình sẽ mua ống cống các bạn ạ. Mua ống cống này về để làm hai cái cống. Một bên cho một cống cho Tuấn và một bên nữa là làm cho bác Suzy. Bởi vì là ở đây là trước đến giờ mình thấy là người ta không có làm cống, ra làm cống anh ạ. Đâu micro. Chào các bạn nhá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đưa cái cống này vào và anh Dũng sẽ mình sẽ bảo với anh Dũng. Anh Dũng sẽ trực tiếp là chỉ cho anh em làm, mình sẽ chỉ qua cho anh Dũng. Xong đấy là anh Dũng sẽ chỉ cho anh em làm. Anh ơi. Đây là hai cái này đấy hả? Một bên hai cái anh ạ. Mỗi bên này. Rồi cái này 1m2 là thành 2m mấy rồi. Ừ. Cái cống này thì mình hôm nay ra mua nhưng mà công ty nó đổ cái cống này các bạn ạ. Người ta chỉ có đúng 3 cái nguyên và một cái nó hơi vỡ một tí. Hơi vỡ vẫn được. Vâng, nhưng cái này anh cắt đi. Ừ. Anh cắt đi. Sau hoặc là này... hoặc là xây chú ạ. Dạ. Không lúc nào ấy xây thêm bà lốc đây cho nó đỡ. Vâng, vâng. Thì xây hoặc cắt anh cắt đi. Ừ. Bởi bên chỗ bác Dê cũng không cần to như của bên Tuấn đâu. Bên bác Dê thì một cái rưỡi đấy là cùng một cái rưỡi này thoải mái. 2m rồi. 2m rồi. Discard cả nhá. Hai mét thì thoải mái rồi. Bởi vì cái chỗ bác dê này thì mình cũng không phân biệt được các bạn. Không phải là bên nào to, bên nào bé đâu. Nhưng mà giờ cái cống nó đến thế thì mình làm với lại là bên bác dê là có cái là chỗ bác dê thì ô tô chắc chắn là không vào rồi. Chỉ có xe máy với người đi qua thôi. Đấy, cho nên là đừng bỏ một cái nguyên với một cái nó hơi xít góc cũng được. Đấy. Thì ở đây là quy ra đúng không? Chưa rõ rồi, bọn ta rồi. Ở đây thì bên này là như thế này, làm cống như thế này các bạn. Như cái chỗ bác sư dây này thì còn có tí xi măng. Còn có tí xi măng này. Chứ còn chỗ khác thì không có, chỉ làm bằng cái gỗ ấy. Thì đến cái mùa mưa là rác nó vào trong này thì nó sẽ bị ứ đọng nước lại ở trên kia, nó sẽ sói bên này và hỏng cái đường đi vào. Đấy, đổ cũng đổ gỗ đấy chứ xi măng không có đổ cho hết đâu các bạn. Giờ nó lâu rồi nó lòi gỗ ra. Eu vou fazer esse manilha para fazer uma ponte para entrar. Sim, entrar no lote. É bom. Đấy dưới này đây. Quy ra đủ, quy ra đủ, mê củ áp dưới này. Làm bằng cái gỗ để đi qua thôi chứ cũng không có. Không có điều kiện để quy ra đủ. Cái cống như anh em mình quy ra đủ á. Vỡ thêm miếng à? Đâu không phải. Đâu. Đây ở đây làm là cỏ mọc này. Rác nó nằm lại đây các bạn. Một bên là hai cống nha các bạn. Còn cái ký ốt của bà Sư Dê thì cũng xây xong rồi. Đấy, ở đây là tổng thể cái ký ốt đây các bạn. Như thế này đấy, lúc làm thì các bạn có bảo bé. Nhưng mà xây xong rồi nó mới rồng các bạn. Mục đích sử dụng thì của bà Sư Dê từng này thì chắc chắn sẽ không hết rồi. Bởi vì trong này chỉ bỏ đồ. Mấy cái đồ để phục vụ cho khâu vá. Còn làm thì chủ yếu làm ngoài cái sân này. Ở cái tiết này. Đấy, sân này là đây mình đang xây cái móng ra để đổ sân này. Xây hai bên ra, phải đổ sân ra đến đấy, mái cũng lượp gần ra đến đấy nha các bạn. Mái thì một mái đổ về sau, một mái đổ về trước này. Đấy. Và như những bên này thì mình làm cái bờ này là thứ nhất là để cho nó đẹp, thứ hai là để ngăn lúc trời mưa. Thì nước trên này đất nó cao hơn thì nó đổ về đây thì nó sẽ chảy ra ngoài mương.
Đấy. Thế còn mục đích sử dụng thì chủ yếu là ngồi, bà sẽ ngồi ngoài này và khâu vá hoặc là ấy ở ngoài này. Chứ ở trong thì chỉ có bỏ đồ thôi. Đấy. Còn trên này thì xây đến đây là anh em mình sẽ đổ thêm một cái răng. Trên này sẽ đổ thêm một cái răng. Đổ thêm cái răng có sắt để nó giữ các bạn. Cho nó chắc. Còn sau này thì mình cũng trừ hai cái ô gió này, cho thoáng này. Cái này sau sẽ hàn bảo hiểm. Và phía ngoài là sẽ có tôn hoặc là đổ cái tấm bằng bê tông che cái máy hắt nha các bạn. Nó chống hắt mưa vào. Thì của bác José thì nó đơn giản hơn nên nó làm nhanh hơn. Còn bên bên của Tuấn thì hôm nay đi vào áo trát rồi. Thì ngày mai là sẽ bắt đầu hàn mái. Anh Dùng lấy thẳng theo cái tường hành lang nha. Vâng, tường hành lang anh cho đào ra đi. Đào ra vào đây lấp xuống một tí. Đây anh đào ra vào làm mặt bằng dưới ấy. Anh cho đổ hồ đi. Với lại anh lấy cái phải đào cánh gà này. Đào cánh gà để cho hai hòn block làm cánh gà để sau này chống sói mòn. Chống sói mòn cái cống. Tao để xảy. Anh cho làm luôn nhá. Được. Rồi anh cho đào làm luôn nhá. Để anh cho nó đào. Vâng. Đào xây hòn block là đây 40 ngoài 40. Bên kia một hòn, bên này một hòn. Vâng. Đằng dưới cũng thế. Phía dưới cũng thế, phải làm cánh gà. Còn dưới cái này anh đào xong thì anh cho bỏ một ít đá đây. Anh cho đập cái đá làm móng ấy. Bỏ xuống, xong đổ một lớp hồ. Xong mới đặt cái cống này. Còn cái block thì sau sẽ xây cao hơn mặt cống cánh gà xong này. Sẽ xây cao hơn mặt cống khoảng 10-15 phân sau đó mình đổ trùm bê tông lên. Dạ. Cứ lấy theo cái ấy thẳng đây ha. Vâng, từ đây giật về đấy được bao nhiêu thì được. Cứ đuổi từ đây vào đây. Giật. Đây thì thoải mái rồi, chỉ có người đi ra vào thôi. Người vào mua hàng chứ. Vâng. Giờ anh cho đào luôn, đào cho rồng ra một tí hơn cống khoảng một bên 10 phân rồi sau mình đặt cống mình chỉnh. Nó thẳng xong là mình lấp đất lại. Đấy, đào rộng ra anh cho thả đá xuống. Vâng, thả đá. Vữa xong rồi đó. Chủ yếu cái cánh gà này, đào cánh gà to ra để mình xây này. Đấy. Đấy, hôm nay cho anh cho trát rồi sau rồi. Đấy, anh cho trát xong rồi. Đây nha các bạn, bắt đầu vào áo trát rồi nha các bạn. Kể cả mái chưa làm kịp thì ngày mai mới làm, nhưng mà anh em mình phải cho làm nhanh áo trát luôn. Ở bên này là người ta áo trát là rất chi là chắc. Ok là chắc là 30 tên nhưng mà chưa mắc. Ai chả, anh này với tiếng Việt. Đội thợ xây bên này cũng đi làm cho anh em mình nhiều. Đấy là anh nào cũng biết mấy câu chào. Anh này làm rất chi là nhanh. Nếu mà nói về trát tường ấy, thì để mà nói đồ chắc ấy, thì Việt Nam mình không bằng ở bên này các bạn. Đấy. Người ta dùng cái bay và thể ném hồ vào tường. Fazeasi về. Fazeasi. Bate. Đấy, đây là cái cách trát tường của người ta này. Ở trên thủ đô mình làm xây dựng thì những anh thờ của mình mà người bản địa cũng làm đúng kiểu này. Kiểu này mà kể cả má không cao bằng bê tông nha các bạn, nhưng mà người ta vạt hồ vào tường như thế này ấy, đến sau nó khô ấy, nó chắc cứng hơn cả bê tông luôn. Để mà đi đục cái tường để mình làm điền làm nước ấy là đục rất chi là mệt nếu mà gặp cái tường của mấy anh bản địa này áo trát này. Chứ không phải như Việt Nam mình bỏ vào cái bàn xoa và sẽ áp và kéo lên đâu. Thế thì hồ nó phải không bám chắc. Đấy, thì sau này cái phần sau này là anh em mình chỉ vạt hồ vào như thế này thôi các bạn. Bởi vì cái phần sau này không cần thiết phải là làm trơn giống như cái mặt trước với mặt tiền. Đấy. Thì phần sau này là đã gần xong rồi. Đây thì nốt ngày này là xong cái tường mặt sau này. Và ngày mai sẽ đi vào tiến hành trát trong và mặt bên kia. Cho như thế này là ok đâu mà. Mặt ngoài Việt Nam mình nếu mà làm nhà phố nhiều lúc làm sao mà có cái không gian để trát được mặt ngoài là cứ để gạch hoặc block như thế.
Như cái này hôm nào khô thì nó đúng cực kỳ chắc luôn. Đây là mới trả lúc sáng các bạn, chắc đét luôn. Đấy. Đây thì mình hôm nay sẽ gọi anh Thờ vào đo đạc cửa, và cửa sẽ làm ở ngoài thị trấn nha các bạn. Sau xong là vào chỉ lắp thôi. Ra ta tu đủ. À khi dạng này. Giá này là giá? Đã phi tầm mệt rồi. Mình sẽ đo và anh này phải về làm khoảng tầm đâu đấy một tuần là sẽ xong. Nói bên tay xin cụ. Dạ, nói bên tay xin cụ. Áo tu ra giá này? À, áo tu ra tu giá. Dạ. Giá này là đợt bồi. Nói bên tay xin cụ. Tem que fazer o mesmo medida. Yeah, 95. Cửa chính thì 95 nha các bạn. Và cao 2m05. Igual. 95. Yeah. Agora a janela. Janela. Vamos ver. Tudo porta abre assim, ó. Aqui. Não, yeah, assim. Yeah. Esse abre fora, é? Não. O clareamento dentro. Ah, clareamento dentro. Fora aquele parte da janela abre. Daí que cửa này là mình sẽ làm, phía trong là bảo hiểm. Phía ngoài là cửa sổ đóng nha các bạn, đóng kín nhá. Trong là bảo hiểm. Um metro e vinte. Ok. Tá. Tem que escrever aí dentro do clareamento, fora da janela. Setenta e oito. Não, espera. 78 thì nó không đẹp các bạn, số 78 không đẹp. Mình làm 76 đi. 77. Yeah. Bên này là anh em mình sẽ để cho anh Thứ Hàn là sẽ làm cửa sổ ở ngoài thị trấn và vào lắp. Còn những cái ô thông gió này các bạn này, những ô thông gió này thì anh em mình có thể làm ở đây được. Anh em mình sẽ hàn bảo hiểm ở đây được. Đấy. Còn những cái chính mà cái lớn ấy, thì mình làm ngoài thị trấn thôi. Xong là đến ngày xong thì trở vào và lắp. Thì đến lúc anh Thợ Hàn làm hàn xong ấy, thì đến lúc đấy anh em mình cũng áo trát với lại hẻm cửa xong rồi. Đấy. Entra aqui, mano. Đây còn để anh hàn cho cái cửa nhà vệ sinh ạ. Mái thì mình sẽ tiến hành làm mái. Vậy hôm nay mình bần đi mua cống. Vậy ấy vào để làm cống trước. Và nó chắc là để đi lại đã. Còn những phần mái thì ngày mai, sáng ngày mai là anh em mình chắc chắn là sẽ bắt đầu tiến hành làm mái. Já tá tudo? Já tá tudo. Já, você faz conta. Esse já sabe aquela essa janela aqui. Aqui o porta aqui. Cái nhà nấu ăn này thì anh em mình sẽ làm cửa là phía dưới là tôn. Một nửa là tôn nha các bạn, một nửa này trở xuống là tôn. Còn đây trở lên trên là sẽ làm hàn bảo hiểm. Đấy, để cho nó thoáng. Bếp thì anh em mình sẽ không làm kín. Hôm nay thì anh em chỉ áo tạt bên nhà Tuấn và làm cống thôi. Chứ còn bên kia ốt bảo số dê thì hôm qua vừa xây xong, giờ đang nó chưa khô hẳn. Thế anh em mình sẽ đợi một ngày đến hai ngày. Rồi sẽ tiến hành hàn mái bên này xong thì quay sang bên đấy hàn mái. Và đây anh em mình sẽ làm theo kiểu cuốn chiếu. Đồi thờ hàn hàn xong cái mái của nhà Tuấn ấy. Thì đồi bán tôn sẽ vào bán tôn và đồi thờ hàn sẽ chuyển sang hàn mái của nhà bác Du Dê. Đấy.
thì bên này bắn tôn xong thì bên kia cũng xong mái, thì xong vi kèo thì đổi bên bắn tôn bên này xong thì lại quay sang bên đấy. Đấy, làm theo kiểu cuốn chiếu để tiết kiệm thời gian. Chứ giờ để cho một đồi mà nếu mà làm hàn xong rồi bắn mái thì nó lâu, với lại là nó tốn thời gian của đồi bắn tôn. Xuống tầm đấy là được đấy. Xuống 10 phân nữa để mình xuống 10 15 phân nữa để mình bỏ đá xong mình đổ một lớp hồ. Mình cho một lớp hồ ấy, xong mình đặt cái này. Cái này anh phải cho đào ra. Akikawa Mine Spoke Washing. Lên đây. Ai đi đất anh cho đổ ra đường đi. Đổ tất ra đường này thì là mình đặt cống xong là mình lấp đất lại được. Đổ cống ra xong lại dọn lại úp lên. Vâng. Nêu. Phua này. Ê đều phua này. Rồi ok nha các bạn, tí nữa anh Dũng đặt cống này xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Ở bên này thì cứ đặt ở giữa đây nhỉ? Dạ. Đây bên của bác ấy. Bác Dư Dê anh đặt bên cống thì nằm bên cái phần cửa chính ấy. Về đến bên cửa chính này. Một là đặt bên cửa chính chắc đẹp hơn. Đặt giữa nó không đẹp đâu. Đây là giữa kia chứ không phải vào cửa chính. Đây này anh tính theo cái bờ, cái thẳng cái bờ này này. Cái bờ của mặt tường của cái nhà này. Đấy, đặt bắt đầu từ đây xuống đấy, được bao nhiêu thì được. Mê cùng. Đây nào. Cava Kawai. Maisaki. Cava đi đi tôi. Cái nào này trả đã. Dạ tao. Này trả đã nào. Entra poco. Lim vào. Cái này thế này xong là chỉ cho một ít vữa láng là đặt cống được rồi. Vâng. Đấy anh cho đào sâu xuống hơn cái mặt này tầm 10 phân đi. Ừ. Với anh cũng làm cánh gà, xây cánh gà cho em nhé. Ừ, cũng làm như bên kia. Xây cánh gà để chống sói mòn nhé. Ừ. Không một thời gian sói mòn đấy. Bên này nó mưa đấy. Mưa 6 tháng mà mưa. Thì anh em mình cũng cố gắng làm hết sức chắc chắn có thể. Mà sau này mà nếu mà thiên tai lũ lụt thì cái đây anh em mình chịu. Sau này thì có thể sửa sang sau thôi. Chứ giờ bảo giờ thiên tai thì chịu đấy, anh em mình không tính được. Không, bên này ở đây thì cũng phải làm chắc chắn mình đi đây. Vâng. Đi qua đây suốt lại suốt ngày gọi sửa cũng chết. Vâng. Mà một lần làm là một lần mất công. Ừ. Direct to ya. Akita ngava mai. Đây là ok rồi. Bên của bác Jose thì cũng 50% rồi. Đặt cống. 1-2 ngày này bắt đầu làm mái là tương đối. Áo trát thì của bác Jose cũng nhanh. Đây nha các bạn. Đấy, mình đi vào farm một tí ra là anh em đã làm xong rồi. Đấy. Anh Dũng ơi. Cái này anh xây cho em cái bờ kè này. Hôm qua không sao, anh trát lên 5 phân. Đó đẹp. Trán đây đẹp thì đến bao giờ chát xong thì vữa thì anh đắp, không vữa thôi cũng được. Vâng. Nếu mà đắp dừa nó đẹp hơn đấy. Không sợ nó đắp lên thì nó ấy. Không thì tí nữa còn thừa bên trong anh đắp. Vâng. Đây nha các bạn, ở dưới này là anh em mình đấy. Có đổ bê tông vào này, đổ bê tông ở dưới lót này. Đấy là cái cống lúc nãy mình mua nó hết thì mình mua cái này. Cho trát cái này luôn anh nhá. Ừ. Trát một tí ngoài cái miệng này. Đấy kia nó đang để có. Che mấy cái ấy đấy. Phải đắp thế này không sợ đất nó vâng đúng rồi, phải đắp đấy. Thế này chứ. Phải lót dưới xong mình mới đặt cống. Đấy, nhà chưa xong mà cầu đã xong rồi đây các bạn. Đây. Đấy là mình mua cái cống tròn này, thứ nhất là anh em mình làm là nó sẽ dễ, với lại sau này nếu lúc mưa mà đất nó có đất với rác nó có đồng vào trong này ấy thì sẽ là dễ thông nha các bạn. Chỉ cần cái này, chỉ cần lấy cái đà bằng gỗ hoặc cây bằng gỗ ấy, mình soi cái là nước nó sẽ với rác nó sẽ tuột đi. Đấy. Đây có gọi là làm lối đi trước khi xong nhà. Hai bên sẽ làm hai cầu này. Với lại cái chỗ này là hôm sau là cái khu này, cái dọc cái trục đường này nếu mà làm thêm được những cái gì nữa ấy, thì là ở đây là sẽ
sâu mốt. Đấy, đây là anh em mình xây kè như thế này đấy bạn. À các bạn này, hai bên là phải xây cánh gà vào này để chống sói mòn này. Với lại cái chỗ này thì cái này thì nó là bằng mặt đường. Ví dụ mà cống này mà thoát không kịp ấy thì nó có thể tràn qua đây. Đấy. Cái cống này thì ở bên này người ta chỉ bán đúng cống này thôi, chứ cái loài to hơn một tí nữa cũng không có. Mà như thế này là mình cảm thấy là cũng ok lắm đấy. Đấy, cống này cũng miệng nó cũng rơi tầm 40. Đấy. Và đây thì đổ như thế này xong là xây nó cứng ngay, là anh em mình đổ một lớp bê tông ở thế này trên mặt đường này. Và cái khúc này thì sẽ đổ cho Tuấn đến cái chỗ cái sân của cái tiệm tạp hóa các bạn. Đây này, trên dưới là xây như nhau hết nhé các bạn. Ôi cái này phải xây lại rồi. Cái này nó bị chắc là các anh ấy đổ đất vào lúc xây, các anh đổ đất xây sau đang ướt, các anh đổ đất vào và đi lên trên nó bị vỡ cái này ra. Tay ngang quá. Ôi ôi, sao cháy nhà đấy rồi. Thôi xong rồi, hết rồi, cháy hết rồi còn đâu nữa. Thôi anh, cái này tôi giờ chịu rồi, cháy gần hết rồi còn gì đâu nữa. Cháy gần hết rồi có gì được đâu. Cháy nhà anh chủ nhà. Anh là chủ nhà. Kinh mấy tay sinh. Criança. É criança. Nó tên kia làm sao? Ồ. Thôi thì chịu rồi. Thôi cháy hết rồi. Criança sai. Thôi toàn các bạn ạ. Ui giời, cỏ lợp dày thế thì nó cháy. Anh này nó đang phô ngoài kia. Anh này làm ngoài công trình các bạn. Thôi đến mùa nắng này là biết cỏ về, bứt tranh về lợp tiếp thôi. Ui nóng lắm. Cháy ghê chứ. Cháy to đấy. Cái này chắc là por que quema? Por que quema? Quema más y prosí. Não. Não. Esse tem uma pessoa a brincar lá. Yeah. As crianças estão a brincar lá às vezes com fogo. Yeah. Đấy, trẻ con các bạn, trẻ con ở nhà nghịch đấy. Người lớn đi làm vắng ấy, trẻ con chắc là nghịch cái đốt. Sợ thật. May đây là cháy nhà bếp nha các bạn, không phải nhà chính. Nhà chính là lập tôn rồi. Nhưng mà cái nhà này giờ anh em mình cũng không dập nữa, bởi vì là nó đã cháy thế này là xong hết cái cỏ cái tranh rồi. Không thể dập được rồi. Cho cháy nốt đi rồi hôm sau là hỗ trợ anh này lợp lại thôi. Esse agora desse a mesma assim para queimar. Quando vai depois vai no tempo do capim vai meter de novo. Agora esse não tem como. Chủ nhà giờ cũng đứng nhìn này. Đây anh chủ nhà đang phù hộ bên công trình Tuấn nha các bạn. Với bác José. Buồn rồi. Não tri tia. Depois vai fazer. Đang làm ở bên công trình thì phát hiện cháy, mình cũng vừa về đây xong. Mà nước đây thì không có đủ để mà dập được. Criança, quem que mais esse? Não, não tem criança. Por que? Não, não pode queimar assim. Já tem, as crianças estão lá dentro. As crianças estão lá dentro. Não é. A hora que meti a panela, fui lá embaixo. Eu assim que encontrei já. Ah, eles vão você cozinhar dentro. Ah, sim, cozinhamos dentro. Ah, đây nấu ăn ở trong nhà cái bếp này các bạn. Nên chạy. Mày chạy ra bếp bé này. Thôi cháy thôi chứ cái nhà đất này thì chừng chịu chứ. Cái cỏ mà lúc nào cháy là mình dập có lấy lại làm được đâu. Hôm sau là cho đi chặt cây về thôi, hỗ trợ anh lợp lại thôi. Cho mấy anh em sang giúp anh 1-2 ngày lợp lại thôi. Thôi mình về làm đi để cháy cho anh đứng đây. Đứng đây kiểm tra để xem. Fica ya. Fica para controlar a criança. Đi nu vamos. Ui, nó rơi đấy. Thôi mình về làm đó. Chỉ là để cho mấy người lớn đứng đấy để thấy trẻ con thôi các bạn. Trẻ con không lại gần thôi, để cho nó cháy xong thì sẽ là hôm sau lập lại. Đây cho rửa ra xây lại cái chỗ này cho em cái. Mình đổ đất vào sớm với chắc các anh thờ không biết. Đổ đất vào ấy nó bị ấy, cho đào bớt đất trong đấy. Đấy, cho đào bớt đất xây lại là cứng. Aqui é de fora, mas fazer. Esse já tá caí.
bloco a tira então o primeiro tira construir de novo já é esse já estamos aí construir que parte um pouco já đấy mình phải kiểm tra không là các anh này không để ý đâu. Thì hôm nay nó phun đủ, con đi đủ là đấy hai cái cống này nó được 2 mét nha các bạn, hai cống này là được 2 mét, đi ra đi vào đây là rất là ok. Nói chung là được rồi. Đấy thì hôm nay là mình quay làm cống nha các bạn, với lại quay thêm một số chi tiết nhà của Tuấn. Là đây anh này trát được cái bức này rồi, với bức sau ngày mai cũng sẽ tiếp tục trát và hàn mái, còn là làm đưa cống vào để cho anh em làm hai cống này cho hai nhà hai bên. Anh Dũng hôm sau đắp cho em cái bờ kia cao 5 phân nhá, cao 5 phân rộng tầm 10 phân nhá. Đấy, cái này thì mình dặn anh Dũng là sẽ làm hai cái bờ để cho nó có thẩm mỹ tí, để trơn thế này thì nó không đẹp đấy. Sau này đắp hai cái bờ đây các bạn, đấy hai cái bờ tầm như thế này, tầm này cao lên tầm 5 phân thì lúc nhìn cái cầu đi qua đi vào nó sẽ thẩm mỹ hơn. Ok, video hôm nay anh em mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Để tiếp tục ngày mai thì vào làm mái và làm những cái khác thì mình sẽ thông tin cho các bạn xem tiếp nha. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi anh em mình nha. Chào các bạn.